hoài linh bị mỉa mai vô cớ dưới bài đăng về tin đồn võ lê thành vinh không phải là con ruột tin đồn về bố con nghệ sĩ hoài linh và võ lê thành vinh ngay lập tức gây bão cộng đồng mạng nhiều người quan tâm và muốn tìm hiểu nguồn tin được xác thực từ đâu mới đây thông tin võ lê thành vinh không phải con ruột của nghệ sĩ hoài linh nhanh chóng được cư dân mạng mang ra bàn tán xôn xao nhiều người bán tính bán nghi trước độ chính xác của câu chuyện trên song cũng có nhiều người ngay lập tức mỉa mai nghệ sĩ hoài linh trước tin đồn không có đủ căn cứ xác thực Thông tin được chia sẻ từ một người nghệ sĩ thân cận với Hoài Linh và chia sẻ với VZ. Người này cho biết Võ Lê Thành Vinh chỉ là con nuôi và là con của một người khác của một người bạn rất thân với Nam Danh Hải. Khi xuất hiện tin đồn này trên mạng xã hội, khán giả đã chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng đây chỉ là thông tin được mọi người truyền tay nhau và chưa có xác minh chính xác sự việc. Người hâm mộ của Hoài Linh mong cộng đồng mạng hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi phán xét một ai đó. Tuy nhiên, đa số đều mỉa mai chỉ trích nghệ sĩ hoài linh dù chưa ai lên tiếng xác nhận vì thời gian gần đây anh vướng vào không ít lùm xùm từ thiện nam danh hài đã dần mất đi sự thiện cảm trong mắt khán giả cả nước nhiều người ngay lập tức lôi chuyện giới tính của nam danh hài ra để đà kích đa số còn lại tiếp tục đào lại chuyện từ thiện của hoài linh khi anh là người duy nhất không chịu lên tiếng phần lớn vẫn tiếp tục chỉ trích hoài linh khi vẫn lặn mất tâm không chịu xuất hiện sau hàng loạt ồn ào Cư dân mạng vẫn đang chờ đợi một câu trả lời thích đáng từ phía Hoài Linh về việc ngâm tiền từ thiện và yêu cầu Nam Danh Hải sao kê tài khoản. Về việc Võ Lê Thành Vinh có phải là con ruột của nghệ sĩ Hoài Linh hay không vẫn là một dấu hỏi lớn với người hâm mộ. Hiện tại cả Nam Danh Hải và Thành Vinh vẫn chưa có động thái gì liên quan đến sự việc cũng như chưa đính chính tin đồn. Mọi thông tin cộng đồng mạng truyền tay nhau vẫn chỉ là tin đồn chưa có chứng cứ xác thực. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.